Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 1995, chúng ta tại Xuân Thượng trong khóa tu mùa đông. Học về thiền phái Vô Ngôn Thông, chúng ta đã xét qua ba cái chủ trương của thiền phái này, tức là vô đắc, đốn ngộ và tâm địa. Hôm nay chúng ta nói tới cái việc sử dụng những cái gọi là thoại đầu trong sự thực tập thiền. Và thiền phái Vô Ngôn Thông là thiền phái đầu tiên ở Việt Nam đã sử dụng cái phép tu này, gọi là tu thoại đầu. Thoại có nghĩa là câu chuyện, và đầu có nghĩa là cái đầu. Thoại gồm có cái lưỡi và cái lời nói. Đầu có nghĩa là cái đầu, cũng có nghĩa là cái bắt đầu, the beginning, hay là the head. Trong Pháp có thể dịch là en bu de conversation. A piece of conversation. Trong khi Bụt tiếp xúc với những người khách hay là các vị đệ tử, thì thỉnh thoảng có những cái mẫu chuyện, thoại đầu có thể dịch là mẫu chuyện, những cái mẫu chuyện nho nhỏ, mẫu chuyện nho nhỏ. Được ghi chép lại. Và những cái mẫu chuyện được ghi chép lại đó là nguồn gốc của cái phương pháp tu gọi là thoại đầu. Những cái câu chuyện ngắn xảy ra giữa các vị tổ sư và các vị đệ tử, nếu nó có ý nghĩa hay ho, nếu nó là quan trọng thì cũng được ghi chép lại, chọn lọc lại và biên tập lại thành những cái cuốn sách. Và những câu chuyện đó đều được gọi là thoại đầu, được dùng làm cái dùng làm phương tiện để tu tập. Ví dụ một hôm Bụt ngồi nói chuyện với là một người khách, một nhà triết học. Thì ông ta tới hỏi Bụt một câu: bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mình có thể nói được về thực tại tối hậu, về chân lý tuyệt đối, mà mình không có sử dụng hai cái danh từ có và không, being và non-being? Thì Bụt ngồi im lặng. Bụt chẳng nói gì hết, ngồi im thiệt lâu.
Cuối cùng ông đó ông đứng dậy, ông xá buộc ba cái thật sâu rồi ông đi. Thế Anan mới ngạc nhiên hỏi: Bà Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chẳng nói gì hết mà tại sao ông lại tỏ cái lòng kính phục Đức Thế Tôn một cách rất là sâu sắc như vậy? Thì Bụt mới nói rằng: Này Anan, đối với những con người hay thì mình không cần tới cái roi, đối với những con người giỏi thì mình không cần tới cái roi. Thì cái câu chuyện giữa Bụt và Thế Anan nó trở thành ra một cái thoại đầu, một cái mẫu chuyện nho nhỏ. Thiền sư Triệu Châu có một hôm được chú thị giả hỏi: Bạch thầy, con tới đây đã tu đã 3 năm rồi. Mà thầy chưa dạy con cái gì quan trọng hết, thầy mới dạy sơ sơ. Thì bây giờ xin thầy nghĩ tới cái chuyện mà con đã ở đây được 3 năm rồi, thầy dạy cho con một cái gì thật là quan trọng. Thì thiền sư mới chỉ ra ngoài vườn và nói: Sư chú có thấy cái tùng ở ngoài sân hay không? Và nhìn theo cái ngón tay của thầy ra ngoài sân thì sư chú thấy cái cây, cái tùng đó. Và câu hỏi và câu trả lời kia nó thành ra một cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ gọi là thoại đầu. Và các thiền sinh sau này có thể sử dụng những cái thoại đầu đó làm đề tài thiền quán. Thầy Cấm Thành nói chuyện với học trò, tức là thầy thiền hội. Thầy Cấm Thành là thế hệ thứ hai của thiền phái Vô Ngân Thông. Và thầy thiền hội là thầy của thế hệ thứ ba. Thầy Cấm Thành có nhắc lại cái câu của thầy Đạo Nhất ở bên Tàu là: Đạt thời biến cảnh thì bất ngộ vĩnh quay sơ. Là khi mình đạt tới rồi thì cái gì cũng là buộc hết, mà khi mà chưa đạt thì mình cái gì mình cũng sai lầm. Thì thầy Cẩm Thành mới hỏi thiền hội: Cái thoại đầu đó sư chú có hiểu, có hiểu không? Thành ra cái danh từ thoại đầu lần đầu tiên nó được xuất hiện trong sách Thiền Uyển Tập Anh. Và cho chúng ta biết rằng trong thiền phái Vô Ngân Thông rất sớm, vào thế kỷ ít nhất, trễ nhất là vào cái thế hệ thứ hai là thế hệ thầy Cẩm Thành, từ Việt Nam đã có sử dụng những cái thoại đầu để thực tập về thiền học. Có một lần có vị đệ tử lên hỏi thiền sư, chắc là cũng Triệu Châu, hỏi là: Bạch thầy, con chó có thể thành Phật không? Con chó có Phật tánh hay không? Thì thiền sư nói không. Thành ra câu hỏi đó và câu trả lời đó được ghi chép lại và làm thành một cái thoại đầu.
Trong khi đó thì giáo lý chính thức nói rằng là tất cả các chúng sanh, hữu tình hay là vô tình, đều có Phật tánh cả. Vậy mà chú này lên để hỏi thì thầy nói không có Phật tánh. Như vậy thì có vẻ như là thầy không có hiểu Phật pháp, hoặc là thầy hiểu Phật pháp nhưng mà thầy nói sau đó, thầy khi mình sau đó. Tại sao lại nói không? Tại sao lại nói không? Tại vì mình tin chắc rằng, mình đã chắc mẻm rằng lên hỏi thầy thì thầy nói có chứ sao không? Mà tự nhiên thầy nói không. Vô. Vô là không. Và tiếng Nhật đọc là mu. Từ cái thế kỷ đó cho đến bây giờ, biết bao nhiêu thế hệ thiền sinh đã quán chiếu trên cái chữ vô, để hiểu, để tìm hiểu có thể chữ vô đó nó có nghĩa là gì, tại sao lại nói vô, tại sao lại nói không. Không đây có nghĩa là không có Phật tánh. Nói tới thoại đầu thì mình phải nói tới cái danh từ nó thường đi đôi với là danh từ thoại đầu, là danh từ công án. Công tức là được công nhận là chính thức, tiếng Anh dịch là official, ai cũng phải công nhận hết. Án tức là một cái án lệnh, một cái quyết nghị mà không có ai có thể đi ngược được. Một cái văn kiện của nhà nước đã ban hành và không có ai có quyền chống lại. Và chứ công án nó là một danh từ có tính cách hành chánh chính trị. Và khi mà nó được đem vào ở trong thiền môn thì nó trở thành ra những cái, nó có nghĩa là cái tài liệu chính thức. Tài liệu chính thức. Official document. Và công án là những cái lời tuyên bố của các thiền sư trong những cái câu chuyện giữa thiền sư và người đệ tử. Cái câu chuyện đó nó có thể là hai hàng, hay là ba hàng, hay là bốn hàng. Thì nội dung của cái câu chuyện giữa hai người gọi là công án. Mà cái chữ hoặc là cái câu chìa khóa trong cái công án đó thì gọi là thoại đầu. Ví dụ như công án, câu chuyện, nó là cái vòng tròn đó. Nó có thể có 3 câu, 4 câu, có nhiều chữ. Nhưng mà trong cái công án, nó có một chữ rất là quan trọng, hay là một vài chữ rất là quan trọng. Ví dụ như chữ mu, chữ không. Hay là đạt thời biến cảnh thị, bất ngộ vĩnh quái sơ, hay là câu đối với con người hay thì không cần tới cái roi nữa, thì cái đó gọi là thoại đầu công án. Và trong
trong thiền gia, trong thiền môn đó, người ta nói với nhau là có tất cả, người ta đã sưu tập được tất cả khoảng 1.700 công án tha hồ mà tu á. Nhất là trong phái lâm tế của mình đó, tu công án dữ lắm. Kỳ thực thực tế mà nói chỉ có vào khoảng 500 công án được học hỏi và thực tập mà thôi. Mà chứng ngộ thì chỉ cần một công án thôi, không cần nhiều. Nhưng mà thường thường trong các truyền thống thì họ phải học nhiều thứ công án, nhiều công án. Những cái tác phẩm nó sưu tập các công án mà nổi tiếng, mà trong đó có Bích Nham Lục, tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Anh. Lục ở đây tức là một cái tác phẩm nó thâu tóm, nó ghi chép, nó bảo tồn lại, gọi là lục. Chúng ta phải biết cái chữ đó. Lục có tức là nó tắt của chữ ngữ lục. Có khi là ngữ lục. Ngữ tức là những cái lời nói. Ngữ lục tức là ghi chép lại những cái lời nói, thường thường là của một vị tổ sư. Ví dụ như thầy Lâm Tế có để lại một tác phẩm mà chúng ta gọi là Lâm Tế Lục. Tức là những cái lời nói, những cái câu nói, những cái lời dạy của thiền sư Lâm Tế. Tác phẩm này bằng chữ Nho nhưng mà có bản dịch ra tiếng Pháp. Một học giả người Pháp tên là ông Đới Mật Vi Demiville đã dịch Lâm Tế Lục ra tiếng Pháp. Ở Việt Nam chúng ta có những thiền sư cũng để lại những bộ lục, như là thiền sư Tuệ Trung, gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng sĩ giống như là Bồ Tát rồi, tức là một vị cao sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư nhưng mà không phải là người xuất gia, nhưng mà dạy luôn cả người xuất gia nữa, ông giỏi lắm. Thì Tuệ Trung
Trung Thượng Sĩ có để lại một một tập gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Trong đó có những cái có những cái công án, có những cái thoại đầu, có những cái bài thơ, có những lời dạy của Tuệ Trung. Tuệ Trung Thượng Sĩ chúng ta biết là tên là Trần Quốc Tung. Đó là anh cả của Đại tướng Trần Hưng Đạo, tức là người đã đánh đánh bại giặc Mông Cổ khi mà qua xâm chiếm Việt Nam. Vậy thì lục tức là những cái tập sách nó ghi chép những cái lời của các vị thiền sư hay là những cái công án. Và chúng ta có Bích Nham Lục. Rồi chúng ta có Tùng Dung Lục. Chúng ta có tác phẩm Vô Môn Quan. Quan tức là cái cửa ải. Môn là cửa. Vô Môn Quan là cửa ải mà không có nẻo vào, không có nẻo ra. Chúng ta có tác phẩm Chánh Pháp Nhãn Tạng. Chúng ta có tác phẩm Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Nhân Thiên Nhãn Mục. Chỉ Nguyệt Lục. Đó là những cái bộ lục danh tiếng ở trong thiền môn. Và trong những cái bộ lục này chúng ta tìm thấy tất cả vào khoảng 500-600 công án. Công án còn có khi được gọi là cổ tắc. Cổ tức là xưa, từ xưa để lại. Tắc tức là những cái phép tắc, những cái nguyên tắc từ xưa để lại, làm mẫu mực cho đời nay, gọi là cổ tắc. Chúng ta là con cháu ở thiền môn, thành ra chúng ta phải biết, ít nhất là phải biết tên những cái bộ lục này. Và khi nào có thời giờ rảnh đó, thì chúng ta sẽ đọc một vài cái bộ lục để coi là trong đó nó có những cái công án nào, có những cái cổ tắc nào, có những cái thoại đầu nào hay chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà tại vì lần hồng chúng ta có rất nhiều bài thực tập rất là mầu nhiệm, thành ra chúng ta để hết tâm ý vào thực tập những cái bài đó, như là bài đã về, đã tới, quay về nương tựa, cũng hay lắm. Bây giờ đây chúng ta đọc một cái mẫu chuyện giữa thiền sư Ngộ Ấn và một người khất tăng.
thuộc cái giới học trò. Thầy Ngộ Ấn á, sống vào thế kỷ thứ 11, thuộc về phái Vô Ngôn Thông. Thế hệ thứ 9, thế hệ thứ 9 của phái Vô Ngôn Thông. Hôm đó có một thầy trẻ hỏi thế nào là đại đạo. Cái này là tham vấn thầy, hỏi thế nào là đại đạo. Thì thầy nói là đại đạo là đường lớn. Đại đạo là đường lớn. Đại là lớn, đạo là đường. Tại cái chữ đại đạo nó cũng có nghĩa, nó là một cái danh từ rất là lớn, rất là kêu. The Great Way, danh từ rất là kêu, giống như là tiếng trống. Thường thường chúng ta ưa những cái danh từ rất lớn. Thành ra vị này muốn hỏi về đại đạo thì chắc là cũng chờ mong thầy nói đạo là cái gì. Đạo là nguyên tắc lớn của vũ trụ, của thái hư, nó là nguồn gốc của hiện hữu, nó là cái gì không đi không đến, không có không không. Tính là hỏi câu thế nào là đại đạo thì được nghe một mớ diễn thuyết về siêu hình. Nhưng mà thầy Ngộ Ấn nói đại đạo là đường lớn. Thành ra vị xuất gia đó thất vọng quá. Mình chờ đợi mà không có được gì hết. Ai không biết đại đạo là đường lớn. Thì ở đây mình biết là thầy Ngộ Ấn không có muốn cho ăn những cái khái niệm, cho học trò ăn những cái khái niệm, những cái danh từ. Cho nên nói đường lớn cho chắc, cho cắt đứt cái đường rạch xe lửa, để cho cái đầu xe lửa nó khỏi chạy. Nó chạy thì không có về, không có tới. Thì vị xuất gia đó mới nói là con hỏi về đại đạo mà hòa thượng là nói về đường lớn. Vậy thì ngày nào con mới đạt tới đại đạo được? Nó thành có chiều dài. Con hỏi đại đạo mà thầy nói đại đạo là đường lớn, vậy thì có ích lợi gì cho con đâu? Ngày nào con mới đạt đạo? Thì thầy Ngộ Ấn mới nói mèo con á, chưa bắt được chuột đâu. Nó có nghĩa giống như là ta có nói cái gì ra thì sư chú cũng không có ích lợi gì đâu. Nhưng mà cái thầy trẻ này không có chịu thua. Nếu mà mình biết thầy thì mình về mình thực tập thiền hành với là quán chiếu đi, rồi mai mốt năm bảy tháng lên thì có thể có cái cơ hội. Nhưng mà sư chú này không có biết cái điều đó. Thành sư chú còn năn nỉ thêm nữa. Tại vì thầy nói là mèo con chưa bắt chuột được đâu. Thì chú mới hỏi, nhưng mà mèo con có Phật tánh không? Mèo con có Phật tánh không? Tức là thầy đừng có khi con. Có lẽ là chú nhớ tới cái câu buộc nói là đừng có khi người trẻ tuổi đó. Mèo con có Phật tánh không? Thầy Ngộ Ấn nói, không. Thấy không? Rất rõ là thiền sư. Thiền sư nói gì cũng được hết, nói ngược cũng được mà nói xuôi cũng được.
Miễn là làm cho cái tâm của cái người nghe đừng có bị kẹt vô thôi à. Nó có cũng được, nó không cũng được. Vậy thì mèo con có Phật tánh không? Không. Thì cái vị xuất gia này tức quá, mới viện kinh sách ra để nói: bạch thầy, trong trong kinh nói là tất cả các loài hàm linh đó, thì loài nào cũng có Phật tánh cả, hàm linh là living being. Nhưng mà tại sao hòa thượng, riêng hòa thượng lại nói là con mèo không có Phật tánh? Có nghĩa là hòa thượng không có chánh, có thể là hòa thượng không có chánh thống, không có có theo cái đường lối giáo pháp chánh thống. Hòa thượng muốn đi đi tắt ra. Ghê quá. Thành ra câu hỏi của sư chú là: bạch thầy, theo nguyên tắc thì tất cả các loài hàm linh thì loài nào cũng có Phật tính, mà bây giờ thầy lại nói con mèo nó là hàm linh mà nó không Phật tánh, thì như vậy tại sao như vậy? Thì thầy mới trả lời: tôi không phải hàm linh. Mà I am not a living being. Mình thấy là thầy rất là thầy, thiền sư rất là thiền sư. Chặt một lát, chặt lát thứ hai, chặt lát thứ ba, để cho cái tâm của người đệ tử này nó đừng có chui, đừng có đi tới với những cái khái niệm. Thì chú này chưa chịu thua, chú nói: nếu mà hòa thượng không phải là hàm linh đó, thì hòa thượng là Phật rồi hả? Ghê không? Mà sư chú này là ai biết không? Nhìn lại đi, mình thế nào cũng có cái này ở trong lòng. có cái đó. Nếu bây giờ không có thì chắc trong quá khứ thế nào cũng đã có. Thầy tuyên bố những cái câu rất là mạnh: mèo con chưa biết bắt chuột đâu, mèo con không có Phật tánh, tôi không phải hàm linh. Thì chú mới hỏi thêm câu nữa: nếu mà hòa thượng không có hàm linh, không phải là hàm linh, tức là không phải là chúng sanh, thì hòa thượng là Phật rồi sao? Thầy Ngoại Ứng nói: tôi không phải Phật, cũng phải hàm linh luôn. Thì mình thấy rất rõ là tất cả những cái lời của thiền sư nó đều có một cái tính chất thôi, là để chặt đứt cái tâm niệm gọi là đi tìm khái niệm, đi tìm danh từ của người đệ tử. Câu hỏi có nhiều câu, nhưng mà câu trả lời trước sau chỉ có một thôi. Và cái câu chuyện giữa thầy Ngộ Ấn thế kỷ thứ 9 và vị tăng này có lẽ là một vị thuộc thế hệ thứ 10, nó là một cái tài liệu chính thức, là một cái công án mà mình có thể sử dụng được trong cái công trình thiền tập của mình. Nếu cái tâm mình mà nó còn rong ruổi tìm kiếm theo cái kiểu đó, nếu mình vẫn có cái tập khí đi kiếm cái sự giác ngộ, như là đi kiếm những cái kiến thức, những cái sở tri, thì mình vẫn không có khác gì cái vị xuất gia trẻ này. Chặt chỗ này thì nó lòi chỗ kia, chặt chỗ kia nó lòi ra chỗ khác nữa. Và chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này, cái
cái người đối thoại của thiền sư Ngộ Ấn không có thành công, mà mình rất là thương thiền sư Ngộ Ấn. Tại thiền sư Ngộ Ấn trước sau như một, muốn đập vỡ cái khái niệm của người kia, muốn chặn đứng cái khuynh hướng đi tìm tòi kiến thức của người kia. Người đối thoại với thiền sư Ngộ Ấn rất là thất vọng. Thầy Ngộ Ấn nói ra câu gì làm cho vị thiền giả đó thất vọng câu đó. Nhưng kỳ thực, những cái lời mà thiền sư đưa ra là những cái mà quý nhất mà thiền sư có thể có. Và chúng ta thấy rất rõ đây là một thiền sư đã đạt đạo. Chỉ có những thiền sư đạt đạo mới nói ra những cái câu mà không có cần phải phù hợp với là giáo điển. Như là con mèo không có Phật tánh. Thì thầy Triệu Châu ngày xưa cũng nói con chó không có Phật tánh. Bây giờ thiền sư Việt Nam nói con mèo không có Phật tánh. Nhưng mà chưa hết, cái câu của vị thiền giả nó hơi vô lễ. Cái câu của vị thiền giả nó như thế này: tất cả các loại có hàm linh, loại nào cũng có Phật tính cả. Mà tại sao Hòa Thượng lại không có Phật tính? Không có nói tại sao Hòa Thượng lại nói con mèo không có Phật tính, mà nói tại sao Hòa Thượng lại không có Phật tính. Đúng ra phải nói, theo lý luận phải nói rằng là bạch Hòa Thượng, kinh sách dạy rằng tất cả các loại hàm linh đều có Phật tánh. Vậy thì tại sao Hòa Thượng lại nói rằng con mèo không có Phật tánh? Đúng ra phải nói như vậy. Nhưng mà ở đây vị thiền giả đó nói hơi bất kính. Không có nói con mèo mà nói Hòa Thượng. Tất cả các loại hàm linh, loài nào cũng có Phật tánh. Vậy thì tại sao Hòa Thượng lại không có Phật tánh? Cho nên thầy mới nói là tôi đâu phải hàm linh, I am not a living being. Mà câu này nó phù hợp với kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cương. Là hàm linh là được làm bằng những cái yếu tố không phải là hàm linh. Chúng sanh được làm bằng những yếu tố phi chúng sanh. Ví dụ như là mặt trời, đám mây, dòng sông, nó đâu phải là chúng sanh. Nhưng mà chính những cái đó nó làm ra chúng sanh. Không có mặt trời, đám mây, cái cây thì không thể có người, thì có con mèo. Ta không phải hàm linh. Thì ông kia còn cứng cái đầu nữa, cái đầu cứng lắm. Nếu mà Hòa Thượng không phải là hàm linh thì Hòa Thượng là buộc rồi hả? Thì thầy rất là không có giận gì hết, rất là kiên nhẫn. Mình thấy rất là tội nghiệp, rất là từ bi. Này chú, tôi không phải Phật mà cũng phải hàm linh. Làm như vậy là làm hết nước rồi, không có thể nào làm hơn được nữa. Mà nếu cái ông kia mà ông không có được hưởng chút xíu nào từ cái cuộc nói chuyện này thì quả thật ông là một thiền giả gọi là cù lần. Cô lần dịch làm sao? Đó là một cái ví dụ. Ví dụ thứ hai là câu chuyện giữa thầy Vân Phong và thầy Thiền Hội. Thầy Thiền Hội là thế hệ thứ ba,
thầy Vân Phong là thế hệ thứ tư. Thầy Vân Phong mất năm 956. Vô Công Thông. Cái chuyện này nó xảy ra trước chuyện này. Ở đây thiền hội đóng vai thầy Vân Phong, đóng vai trò. Tại vì thầy thiền hội nói rằng là cái mục đích của người xuất gia, cái mục đích đầu của người xuất gia là để mà thoát ra khỏi cái ngục tù của sinh tử. Chứ không phải để làm chùa lớn. Mục đích của người xuất gia là để thoát ra khỏi cái ngục tù sinh tử. Cái main concern của người tu là để vượt thắng sinh tử. Và cái công trình lớn nhất, cái công trình quan trọng nhất của người tu là phải vượt thắng sinh tử, đi vào cửa vô sinh. Cho nên cái danh từ sinh tử, sự đại là cái danh từ nó rất quan trọng trong thiền môn. Sinh tử sự đại, tức là cái việc sinh tử, cái việc sinh tử là cái việc lớn nhất mà mình phải giải quyết. The big business of a monk is to solve the problem of birth and death. Cái sự này là cái business, the main task. Sinh tử sự đại, bốn chữ đó có thể viết treo ở thiền viện để nhớ rằng là cái đó là cái mục đích của đời mình. Thành ra thầy Thiền Hồ mới nói là: này Vân Phong, con phải nhớ rằng là cái mục đích tối hậu của người xuất gia là thoát khỏi sanh tử. Thì thầy Vân Phong mới hỏi: bạch thầy, nhưng mà làm sao tránh khỏi sanh tử, làm sao thoát khỏi sanh tử? Đó là câu hỏi. Làm sao để thoát khỏi sinh tử? Thì thầy thiền hội nói cái cách hay nhất của cái chuyện thoát khỏi sinh tử là đi ngay vô trong cái chỗ sinh tử. Đi tìm cái không sinh tử, mình đi ngay vô cái chỗ có sinh tử mà tìm. Câu này là một câu rất mạnh. Nó giống như là khi mình học tứ diệu đế, mình biết tập khổ đế đó. Khổ đế là sự thật thứ nhất, mà diệt đế là sự thật thứ ba. Diệt đế tức là giải thoát. Nó đi tìm diệt ở đâu? Đi vào trong khổ để tìm diệt. Nếu mà không quán chiếu về khổ và không biết được cái nguồn gốc của khổ, cái bản chất của khổ, thì không thể nào mà tìm ra cái sự thoát khổ được. Vì vậy cho nên muốn đi tới chỗ không sinh diệt thì phải đi vào trong lòng sinh diệt để mà tìm. Rất là mạnh, rất là đúng, rất là chính thống. Thì thầy Vân Phong hỏi làm sao mà thoát được sinh tử. Thì thầy Thiền Hội nói: thì đi vô trong cái chỗ
vô sinh tử. Mà chỗ vô sinh tử là chỗ nào? Nó nằm ngay ở trong chỗ sinh tử. Thì thầy Văn Phong nói như vậy làm sao mà con hiểu được? Thầy nói như vậy làm sao con hiểu được? Đi tìm cái vô sinh tử ở chỗ nào? Nó đi tìm ngay trong chỗ sinh tử. Thì nói như vậy làm sao con hiểu được? Thì thầy Thiện Hộ nói, thôi chú đi đi, mai mình sẽ gặp lại. Tức là thất bại. Tức là cuộc tham vấn nó thất bại. Thầy đã đưa cho mình một cái chìa khóa, đưa cho mình một cái sào mà mình không có nắm được. Vì vậy cho nên tiếp tục nói gì? Nói chú đi đi, mai sẽ tới gặp lại thầy. Thì hy vọng từ đây cho đến ngày mai, cái đầu của chú nó mở ra thêm được chút nữa. Tại cái đầu của chú đặc quá đi. Cái lời thầy nói như là một chiếc búa, nhưng mà nó bổ, chưa có bể. Những cái lời của thiền sư là những cái lưỡi búa. Nó có mục đích, nó đập nát, nó chẻ ra cái sự u mê của người thiền sư. Thì thấy mình thấy rất rõ, không có cần phải dài dòng. Muốn thoát, muốn đạt tới chỗ vô sinh tử thì mình đi vào chỗ sinh tử. Nghe nói như vậy thì hỏi, làm sao con hiểu được cái chuyện đó? Tại sao mà đi tìm vô sinh tử mà phải đi chỗ vô cái chỗ sinh tử? Cho nên thầy nói rằng là đi đi. Mai mốt gặp rồi hãy nói lại. Hy vọng là có một cái cơ hội trong tương lai. Chứ bây giờ thì là hopeless, không có cơ hội. Ví dụ thứ ba là ví dụ giữa thiền sư Định Hương và đệ tử là Cứu Chỉ. Thiền sư Định Hương á, mất 1051. Cứu Chỉ 1067. Năm mất thôi. Định Hương là thế kỷ thứ 7. À, thế hệ thứ 7. Thiền hội là thế hệ thứ 3 hả? Vô Ngôn Thông hết, mình đang học Vô Ngôn Thông mà. Và trong cái trường hợp này thì thầy Định Hương hỏi, chứ không phải là học trò, là Cứu Chỉ hỏi. Thầy gặp thầy Cứu Chỉ, thầy hỏi nghĩa cứu cánh là gì, ngươi có biết không? Nghĩa cứu cánh tức là cái sự thật tuyệt đối, cái chân đế Paramattha đó,
Thì hai thầy trò ngồi đó thôi. Rồi thầy mới hỏi nghĩa cứu cánh là gì? Sư chú có biết không? Tại vì cứu cánh nó đối với là phương tiện là những cái chân lý tương đối, những cái hướng dẫn có tính cách tương đối, thuộc về tích môn. Còn nghĩa cứu cánh nó thuộc về bản môn. Cái chân lý tuyệt đối là cái gì? Thì sư chú có biết không? Thành là thầy cứu chị nói, dạ không, xin thầy dạy con. Thì thầy Định Hương mới nói, là cái mà tôi vừa mới trao cho chú đó. What I just gave you. Thì thầy cứu chị đang ngạc nhiên, nói thầy đưa mình cái gì đâu đó. Đâu có đưa gì đâu. Thầy chỉ hỏi anh câu vậy thôi, đâu có đưa gì đâu. Thì trong khi mà thầy cứu chị đang còn suy nghĩ, thì thầy Định Hương nhìn, mỉm cười mà nói rằng, thôi, chú bước trượt qua rồi, chú thì hỏng rồi. Đó là một cái câu chuyện, một cái công án được ghi lại trong sách Thiền Uyển Tập Anh. Chúng ta nên nhớ sách Thiền Uyển Tập Anh, những cái bông hoa đẹp nhất trong vườn thiền, và cuốn sách quý nhất nói về cái lịch sử thiền học ở Việt Nam. Trong cái ví dụ thứ ba này, cái thoại đầu là một cái con sào mà đưa ra để cho một người chết đuối nắm lấy để có thể kéo lên bờ. Nhưng mà có khi người kia nắm được, có khi người kia nắm không có được. Thành ra giữa thầy và đệ tử nó có những cái cơ hội như vậy. Đôi khi thầy nói một câu, nếu mà cái căn trí của người đệ tử nó linh động và cái tình trạng người đệ tử đã chín rồi, thì cái câu nói đó nó đập vỡ được, nó phá đổ được cái màn vô minh ở nơi người đệ tử. Còn nếu không, thì tình có như không, không có ích lợi gì cả. Trong thiền gia nó có những cái thoại đầu rất là phổ thông, như là nhất thiết quy nhất, nhất quy hà sử. Đó là một cái thoại đầu. Nhất thiết quy nhất, tức là tất cả đó, nó trở về cái một, the all goes back to the one. Và câu hỏi là nhất quy hà sứ, vậy thì cái một đó, nó đi về đâu? Hà sứ là về đâu? Cái tất cả nó trở về cái một. Nghe người ta nói như vậy,
mình đồng ý với nhau như vậy, mình tưởng là mình giỏi lắm rồi, đó là chân lý tuyệt đối rồi. Nhưng tôi thử hỏi anh, nếu cái tất cả nó trở về với cái một, thì cái một nó trở về với cái gì? Thì đó là một cái đề án để tham khảo, gọi là một cái thoại đầu. Trong trong những cái thế hệ đầu của phái, của thiền phái Vô Ngân Thông, thì chúng ta thấy chưa thấy thiền phái Lâm Tế, chưa thấy thiền phái Lâm Tế đi vào Việt Nam. Thiền phái Lâm Tế chính thức đi vào Việt Nam là vào đời Trần, với vua đầu của Trần là vua Trần Thái Tông. Nhưng mà trước đó thì ở Việt Nam các thầy đã sử dụng phương pháp thoại đầu thiền để mà thực tập. Mà sau này phái thiền Lâm Tế là một phái thiền rất chuyên môn về công án và về thoại đầu. Rồi các người chịu ảnh hưởng thiền Lâm Tế như là vua Trần Thái Tông và Tề Trung Thượng Sĩ đều có sáng tạo ra những công án và những thoại đầu để thực tập và để cho đệ tử của các thầy thực tập. Nhưng mà trước khi thiền Lâm Tế đi vào Việt Nam thì trong thiền Vô Ngân Thông chúng ta đã có sự sử dụng các thoại đầu rồi. Thoại đầu hay là công án là những cái dụng cụ thiền tập, mà những cái dụng cụ đó nó có cái mục đích là đập phá cái vô minh của mình, nó hé mở cái giác ngộ của mình. Và những cái gọi là công án hay là những cái thoại đầu đó không có thể được thực tập bằng cái lý luận, bằng cái lý trí của mình. Nếu mà mình sử dụng lý luận thì mình thất bại, tại vì con đường của thoại đầu, con đường của công án không phải là con đường của lý luận. Cho nên khi mà thầy mình cho mình một cái thoại đầu, là cho mình một cái ông công án để tham khảo, thì mình phải biết rằng đó không phải là một cái đề án có thể giải quyết bằng cách suy nghĩ, bằng cách lý luận. Nó không phải là một cái bài toán, như là một bài toán mình mà thầy giáo toán cho mình. Mình không có thể sử dụng cái lý luận và cái tri kiến của mình. Nó giống như một cái hạt giống mà thầy mình trao. Cái hạt giống đó về nó không có thể dùng cái kính hiển vi để mà nghiên cứu được. Cái hạt giống đó mình phải đem ươm vào trong đời sống hàng ngày của mình, trong cái da thịt của mình, trong cái tàng thức của mình. Tại vì tâm thức nó có hai phần, cái phần dưới gọi là tàng thức, cái phần trên gọi là ý thức. Thành tàng thức là đất tâm, mà hạt giống thì phải chôn xuống dưới đất, chứ đừng có vùi sơ sơ ở trên
trên cái phần ý thức. Và vì vậy cho nên tiếp nhận công án hay tiếp nhận thái độ rồi á, thì là mình phải đem chôn cho thật sâu trong cái da thịt của mình, trong cái đất tâm của mình, và mỗi ngày phải tưới, chứ không phải đem ra để mà phân tích, để chia sẻ, dùng kính hiển vi, không có dùng lý luận được. Rồi thì ăn cơm hay là uống nước hay là làm việc là mình phải biết rằng là mình đang mang trong con người mình một cái thoại đầu, một cái hạt giống. Thở vào, thở ra, hỏi câu hỏi đó, vạn pháp đi về một, một đi về đâu, hay là đi tìm vô sanh tử, đi tìm trường thoát sanh tử, nằm ở trong ngay trong cuộc đời sinh tử. Không phải là do sự suy nghĩ mà cái thoại đầu đó nó bùng ra được, nó bùng ra được. Phải do cái chánh niệm, phải do cái công phu nuôi dưỡng hàng ngày. Làm thế nào để ngày nào cũng tưới rất nhiều lần, ngày nào cũng ấp ủ, như là con gà mẹ nó ấp những con, những cái trứng của nó. Và khi nào mà cái sức nóng nó đủ và cái trứng nó chuyển hóa, thì con gà con ở trong nó sẽ tự động, nó mổ vỏ trứng, nó đi ra thôi. Thì cái công án cũng vậy, cái thoại đầu cũng vậy. Mình không có thể nào mà nghiên cứu nó được, mình không thể nào mà phân tích lý luận về nó được. Mình phải chôn nó sâu trong cái đất tâm của mình, và mình phải tưới tầm bằng cái cuộc sống hàng ngày rất có chánh niệm, thì một ngày mai đó tự nhiên nó nứt mầm, nó mọc lên vào buổi sáng, tự nhiên mình thấy được cái điều mà trong mấy tháng nay, trong mấy năm nay mình không có thấy được. Cái đó gọi là thoại đầu thiền, hay là công án thiền. Chúng ta trong khi học hỏi, nhất là học ở trường trung học, đại học, thì chúng ta hay dùng cái phần trên của tâm thức, tức là ý thức, để chúng ta làm việc. Nhưng mà trong khi mà tu tập để đạt tới giác ngộ, thì không phải là cái ý thức nó đem tới sự giác ngộ, mà chính là cái tàng thức nó đem tới sự giác ngộ. Cũng như là một người làm vườn, phải có đất, phải có vườn mới làm được. Người làm vườn không phải là người đã làm ra hoa trái, chính đất nó làm ra hoa trái. Người làm vườn chỉ làm vườn thôi, người làm vườn chỉ xới đất, chỉ gieo hạt, chỉ tưới tẩm, chỉ chăm bón mà thôi. Vì vậy cho nên cái sự giác ngộ của mình, cái sự giải thoát của mình, đó là không phải công trình của do cái ý thức nó cống hiến, mà do cái tàng thức nó cống hiến. Và vì vậy cho nên khi mà hoa trái giác ngộ nó bừng lên, mình thấy mình thấy, mình đạt, mình hiểu, mình ngộ, đó là công trình của tàng thức. Cho nên khi mà tu tập á, mình phải có lòng tin ở nơi tàng thức. Mình đừng có nghĩ rằng với cái tri thức này, cái ý thức này mà mình có thể tìm ra được đạo. Mình phải sử dụng cái ý thức đó như là một người làm vườn thôi, và bao nhiêu hy vọng là phải đổ vào, phải nương vào ở nơi cái tàng thức. Tàng thức khi mà mình đi ngủ nó cũng vẫn làm việc như thường. Ý thức thì khi đi ngủ, ngoài những cái lúc mộng mị ấy, thì nó nghỉ ngơi, nó không có phát hiện,
Nhưng mà tàn thức nó vẫn tiếp tục nó làm. Ví dụ như chiều hôm qua mình đi ngoài đường phố, mình thấy một cái khuôn mặt rất là quen thuộc. Mình biết chắc rằng cái người này mình đã gặp rồi, mình biết tên rồi. Mình có chào, người kia cũng có chào lại. Và từ đó cho đến khi mình bước về nhà là cái đầu của mình làm việc dữ lắm. Chà, cái người này tên gì à? Chắc chắn mình biết tên. Vậy mà đi bộ tới gần 2 cây số về nhà mà moi cái tên của người đó, moi không có ra, không có thể nào nhớ lại được. Mà cái người làm cái công việc moi móc đó là anh chàng ý thức ở trên. Thành đã đào xới tìm kiếm không có được, thành ra cái đầu mình hơi nhức và mình nói rằng là thôi không có cần nữa, không nhớ được thì thôi, quên nó đi để ăn cơm cho ngon. Thì ngồi ăn cơm, tại vì mình có cái đà để kiếm rồi đó, thành ra ngồi ăn cơm vẫn suy nghĩ, mình tức quá. Đến khi ăn cơm xong mình mới đi tìm một cái băng nhạc hay là một bài thoại gì đó, mình mở ra mình nghe. Thì may quá, trong khi nghe cái bài phúc thoại đó, cái băng nhạc đó, thì mình quên cái chuyện đi tìm cái tên người kia. Và do đó cho nên tối đó mình ngủ ngon. Nhưng mà, và khi sáng dậy thức dậy rồi, thì mình hoàn toàn quên cái chuyện gặp gỡ với cái người hôm qua. Và cái tâm mình không có đi kiếm nữa. Nhưng mà đột nhiên trong khi mình đánh răng thì cái tên cái người đó nó nhảy ra một cái đột, mà trong khi đó mình không có tìm kiếm gì cả. Tự nhiên đang đánh răng không nghĩ tới nó mà cái tên đó nó nhảy ra một cái bột. Thì điều đó nó chỉ có nghĩa là ban đêm trong khi mình suy nghĩ, mình nghỉ ngơi, trong khi ý thức mình ngưng làm việc, thì tàn thức mình đã nhận lệnh và đã tiếp tục làm việc suốt đêm. Và buổi sáng thì nó dâng hiến cho mình cái công trình làm việc ban đêm của nó. Do đó cho nên mình biết rằng tàn thức đóng cái vai trò rất là quan trọng trong thiền tập, và mình phải đặt đức tin nơi tiềm thức của mình. Có khi trước khi đi ngủ mình nói rằng tàn thức ơi, ta muốn thức dậy lúc 5 giờ sáng, tại vì ta phải ra ga sinh khoa. Thì đôi khi mình nói như vậy thôi, rồi tàng thức nó biết, nó có cái đồng hồ riêng của nó. Tới 5 giờ, nó thức như vậy. Cái hồi mà thầy 3-4 tuổi, mình thường hay nhẫn nhờ đi ra chơi sân trước của mình. Có một lần, nhìn vào trong cái lu nước mưa, thấy có một cái lá vàng đỏ rất là đẹp, nó nằm dưới đáy lu đó. Mình rất muốn thọc cái cánh tay xuống để lấy cái lá đó lên chơi, nhưng mà cái tay nhỏ xíu, ngắn lắm, thành ra lúc tới đây rồi mà không có lấy được cái lá đó. Thầy mới đi kiếm một cái que để khơi nó ra, nhưng mà khơi hoài không ra, tại vì mình nhướng hết sức rồi mà cũng nhìn vào, nhìn xuống được thôi. Thì khuấy một hồi nó cũng lên, tức quá bỏ. Nó đi chơi 1-2 vòng, trở về thì thấy cái lá đó nó nổi lên trên mặt nước. Và tại vì trong cái thời gian mình đi chơi 1-2 vòng đó, thì cái nước của mình nó tiếp tục nó xoáy. Nó xoáy. Tại chú bé tức quá xoáy nước lên mà nó không có chịu lên, nhưng mà nó từ từ nó lên. Rồi có một lúc đó nó trồi lên trên mặt. Mình tới mình chỉ việc đưa cái tay mình lượm thôi. Thì như vậy nó có nghĩa là trong khi mình đi 1 vòng đó thì nước ở trong cái lu nó tiếp tục nó xoay. Thì cái tâm thức của mình, cái tiềm thức của mình cũng như vậy. Và chính cái tâm thức của mình, cái tâm địa của mình đó, nó cống hiến hoa trái của giác ngộ, chứ không phải là cái phần ý thức bên trên.
Cho nên khi mà thầy cho mình một cái công án, một cái thoại đầu là mình phải biết đem về và chôn nó thật sâu ở trong tâm, không có cần phải suy nghĩ, không cần phải nghiên cứu. Và chính cái công phu hàng ngày nấu cơm, giặt áo, quét nhà, làm vườn trong chánh niệm, luôn luôn ý thức về cái hạt giống đã gieo trong tâm thức, thì một ngày nào đó cái hiểu nó có thể tới. Chánh niệm và chánh định nó làm cho cái hạt giống nó chín, cũng như là sự ấp ủ hơi nóng của con gà mẹ lâu ngày nó làm cho gà con tượng hình ở trong trứng, và một ngày kia gà con sẽ mổ vỏ trứng mà đi ra. Nếu mà mình đã có niệm và có định hùng hậu rồi, nếu mình đã chín rồi, thì đôi khi gặp gỡ thầy mình nói một câu, mình hoắc nhiên, mình ngộ liền. Và có những trường hợp đó nó đã xảy ra ngay trong thời của Bụt. Có những người đã chín rồi, trong khi nghe Bụt thuyết pháp thì cái tâm tư nó bừng nở và thấy được đạo ngay trong bài thuyết pháp. Và trong cái truyền thống thiền, truyền thống vô ngôn thông này, các thầy thường có cái thói quen dạy học trò bằng những cái câu thơ ngắn. Và những câu thơ đó có khi người học trò phải đem về để mà sử dụng như là những cái thoại đầu. Và thiền phái Vô Ngôn Thông là thiền phái đầu tiên ở Việt Nam, trong đó các thầy đã biết sử dụng thi ca, hình ảnh thi ca trong cái sự thực tập. Trước đó các thầy có làm thơ, nhưng mà những cái bài thi kệ đó không hẳn là để thực tập. Còn ở đây là những cái bài thơ, những cái hình ảnh thi ca đưa ra là để làm thoại đầu để thực tập. Ngày xưa trong thiền phái này có một thiền sư tên là Thiền Lão. Thiền Lão tức là ông già dạy thiền. 1037. Thiền Lão chắc là Thiền Lão Sư đó. 1037. Thầy Thiền Lão ở chùa Thiên Phúc, huyện Tiên Du. Và sau khi sau một thời gian ở tại đó thì thầy lui về núi Từ Sơn để dạy đệ tử. Nghe nói có trên 1.000 đệ tử tới học với thầy. Và ở trong núi chứ không phải là ở thành phố. Có một lần vua Lý Thái Tông
nghe danh thầy và đi vào trong núi để mà thăm thầy. Và sách Thiền Ấn Tập Anh có ghi lại vài câu chuyện giữa hai người. Thì vua hỏi, bạch ngài, ngài ở trong núi này, từ bao lâu rồi? How long have you been here, practicing, teaching here, in this mountain? Thì thầy trả lời bằng hai câu. Đản tri kim nhật nguyệt, hà thức cửu xuân thu. Đản tri kim nhật nguyệt. Hà thức cửu xuân thu. Người thầy trả lời vua bằng 10 chữ. Nó có nghĩa là chỉ cần biết ngày và tháng hôm nay mà thôi. We need only to know about today and this month. Hà là tại sao? Tại sao phải nhớ, tại sao phải biết những cái mùa xuân và những cái mùa thu đã đi qua rồi, cựu là cũ. Why do we have to think of the spring and the autumn that have already gone? Mình dịch là sống trong giờ hiện tại, ai hay năm tháng xưa. Sống trong giờ hiện tại, ai hay năm tháng xưa. Thì mình thấy rất rõ là thầy nói ít, nhưng mà thầy nói cái quan trọng nhất. Thì vua hỏi thiền sư sống ở trong này được bao nhiêu năm rồi, hỏi câu đó nó không kết lời gì nhiều. Hỏi để mà hỏi cho có chuyện vậy thôi. Thì tôi sống ở đây 3 năm hay 4 năm hay 5 năm cũng không có khác gì nhau mấy. Thành ra thiền sư cho một cái câu, ở trong đó vua có thể sử dụng được. Đản tri kim nhật nguyệt, hà thức cửu xuân thu. Là mình chỉ cần biết ngày hôm nay thôi, ngày tháng nay thôi. Và tại sao mình phải nhớ tới là mình ở đây bao nhiêu năm làm cái gì? Và chúng ta biết rằng đây là cái phương pháp mà Lần Hồng chúng ta thực tập, gọi là hiện pháp lạc trụ. Và vua hỏi thêm một câu nữa. Hỏi thêm câu nữa. Bạch ngài, ở đây mỗi ngày ngài làm gì? What do you do every day? Câu này cũng không có hay gì câu hỏi trước, không có hay gì hơn câu hỏi trước. Thầy trả lời: Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân.
hai câu rất hay. Dịch là trúc biết hoa vàng đâu ngoại cảnh, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Thủy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, trúc biếc hoa vàng phi ngoại cảnh, tức là không phải là cái cảnh ở ngoài. Như Sâm Hạ mình có trúc á, mình có hoa đó, ngày nào cũng có. Và mình biết rằng cái hoa đó, cái trúc đó, nó không phải là cái cảnh vật nó có ở ngoài mình. Nó là cái biểu hiện của chân tâm của mình. Nó là bản môn, nó là cái nền tảng của chính mình. Và không thấy nó là ngoại cảnh nữa. Ngoại cảnh là cảnh vật bên ngoài. Và mỗi ngày sống như vậy đó, mỗi ngày tôi nhìn trúc, màu xanh, tôi ngắm hoa màu vàng, tôi nhìn và tôi ngắm, tôi tiếp xúc như thế nào mà tôi có thể thấy được cái hoa vàng trúc tím đó, nó là cái nền tảng của sự có mặt của tôi. Đó là những cái màu nhiệm nó phát xuất từ cái bản môn của tôi. Như vậy thì hay quá rồi. Như vậy thì cái câu hỏi là mỗi ngày ngài làm gì, không có lý nói là tôi đi ngồi thiền buổi sáng, rồi tôi đi thiền hành, rồi tôi ăn sáng ăn muesli, rồi tôi đi nghe pháp thoại, rồi không có lý nói như vậy. Và thầy nói rằng cái trúc tím, cái hoa vàng đó, mỗi ngày tôi tiếp xúc và tôi thấy nó là cái bản môn của chính tôi. Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Bạch vân là mây trắng, minh nguyệt là trăng trong, trăng sáng, hiện toàn chân là nó làm hiển lộ ra. Cái thực tại màu nhiệm tròn đầy. Cái chân như, cái thể tánh, cái bản môn. Và sống như vậy thì thật sống rất là sâu sắc. Sống bây giờ, sống ở đây, tiếp xúc một cách sâu sắc. Và chỉ có 4 câu thơ. 2 câu đầu 5 chữ, 2 câu sau 7 chữ mà thầy Thiền Lão đã nói ra được cái nguyên tắc thực tập mà thầy đi theo. Thì vua mới hỏi câu thứ 3. Anh như vậy có nghĩa là thế nào, xin thầy, xin ngài các nghĩa cho trẫm biết. Tức là ông vua này cũng trượt rồi, thi hỏng rồi. Thầy Thiền Lão mới nói, tâu bệ hạ, nói nhiều lời, sử dụng nhiều danh từ quá thì sau này không có lợi. Nguyên văn của thầy là từ đa vô hậu ích. Từ đa vô hậu ích. Tức là danh từ nhiều là nói nhiều thì sau này không có lợi.
từ đa vô hữu ích. Chữ nghĩa nhiều sau này bất lợi cho sự tu học của mình. Bệ hạ chỉ cần nhớ bốn câu đó mà về, đây là vua không có nói, đây là thầy nói. Bệ hạ chỉ cần nhớ bốn câu đó về cùng một thực tập thì cũng đã dư xài. Vì vậy cho nên mình biết rằng trong cái thiền phái vô ngôn thông, ngoài cái chuyện sử dụng các thoại đầu để mà thiền quán, thì các thầy còn dùng những cái hình ảnh thi ca để mà dạy đệ tử, với cái ý niệm rằng nếu mà dạy nhiều thì nó không có nhớ và cái đầu nó lộn xộn. Vì vậy cho nên cho nó những cái câu, những cái câu thơ vắn tắt mà hàm chứa thì nó có lợi hơn. Cho nên những cái thi kệ mà mình có trong từng bước nữa hoa sen đó, nó cũng nằm ở trong cái truyền thống này. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Vậy thì về thiền phái vô ngôn thông đó, mình có thể nhớ những cái điểm sau đây. Thứ nhất đó, là nguyên tắc vô đắc. Thứ hai đó, là nguyên tắc đốn ngộ. Thứ ba là nguyên tắc tâm địa, rất quan trọng. Và chính nhờ cái nguyên tắc tâm địa đó mà mình biết cách tu thoại đầu. Và sau rốt đó là sử dụng những cái hình ảnh thi ca để mà truyền đạt. Thoại đầu nó phải là thoại đầu. Nếu thoại đầu đem ra để mà phân tích thì dầu có phân tích hay nữa thì nó cũng trở thành ra cái mà các thầy gọi là thoại vĩ. Thoại vĩ tức là cái đuôi của câu chuyện. Đầu là the beginning, còn thoại vĩ the tail, the end, còn thoại vĩ. Vĩ là cái đuôi. Vậy thì công án hay thoại đầu, trước hết nó có cái công dụng là một cái công cụ để mà đạt tới sự ngộ đạo, công cụ để mà ngộ thiền. Công cụ tu tập ngộ đạo. Thứ hai là được sử dụng như là phương pháp trắc nghiệm, khảo nghiệm. Tại vì để muốn coi thử là sư cô đó hay là sư chú đó, cái tâm nó đã bừng ra chưa, thì chỉ cần hỏi một câu là biết liền. Để khảo nghiệm có thử là nó tu mà những cái đầu của nó đã lỏng ra chưa, nó cái khối tập khí nó đã thay,
nó đã chuyển chưa? Thứ ba là phương tiện ấn chứng. Ấn chứng tức là để chứng thực rằng cái người đó đã thấy được, đã đạt được. Ví dụ như là thầy Liễu Quán đó, khi mà gặp bổn sư thì thầy trình ra một cái kiến giải, thầy nói một cái câu gì đó thì thầy bổn sư nói chưa được, đi ngủ đi, rồi mai gặp lại. Thường cái chuyện này nó hay xảy ra là, thì ngày mai á, trong khi mà thầy Lễ Quán đang làm bếp á, thì thầy bổn sư đi ngang qua, thầy làm sao, chuyện hôm qua đó nó đi tới đâu rồi, nói tiếp coi. Không có đợi đệ tử lên trình, thầy đi xuống bếp, tại thầy muốn biết cả đêm nó có làm được gì chưa. Thì lúc đó thầy Lễ Quán mới ngẩng lên, thầy mỉm cười, thầy nói: tạo tri đăng thị hỏa, phản thục dĩ đa thời. Thầy nói được quá, thầy mừng quýnh. Tạo tri đăng thị hỏa phản thục dĩ đa thì. Thành là hai thầy trò đều hoan hỷ cả, là tại vì mười cái chữ đưa ra nó chứng tỏ ra là thầy đã nắm được. Tạo tri đăng thị hỏa là nếu sớm biết rằng cây đèn chính là lửa, nếu con biết sớm rằng cây đèn chính là lửa thì cơm đã chín từ lâu rồi. Lâu nay con ngu quá, con không thấy rằng cái đèn chính là lửa. Nếu con biết đèn là lửa thì cái nồi cơm mà thầy bảo con nấu nó chín từ khuya. Và cái công dụng chót á là chỉ điểm. Chỉ điểm cái cứu cánh. Chỉ điểm cứu cánh tức là sử dụng cái thoại đầu đó, sử dụng cái công án đó, sử dụng những cái câu thơ đó để chỉ cho người ta thấy cái mà quan trọng nhất á, mà người ta phải đạt tới. Thành ra hai câu này của thiền sư Thiền Lão á, nó có mục tiêu chỉ điểm cứu cánh, mà không phải chỉ là một câu hỏi. Nó là câu hỏi để mà trắc nghiệm người đệ tử, thì nó cũng là một thoại đầu, một công án. Còn ở đây là chỉ điểm cứu cánh. Thì chỉ nổi trong bốn câu đó thôi,
Mà nếu mình thực tập cho tinh chuyên thì mình có thể đạt đạo được. Hai câu đầu là nói về phương pháp hiện pháp lạc trụ, đã về đã tới, sống thật sâu sắc những cái giây phút trong hiện tại. Và hai câu thứ hai là nói là nếu mình sống như vậy, mình tiếp xúc sâu sắc như vậy, thì cái nền tảng của cái đời sống của mình, nền tảng của sự hiện hữu của mình, nó biểu lộ ra cho mình niết bàn, trình độ bản môn, nó trình bày ngay trong giờ phút hiện tại. Và vì vậy cho nên khi vua nói là thầy giải thích thêm, thì thiền sư nói thôi, thôi, nói nhiều nó sẽ không có lợi. Và vì vậy cho nên những cái câu thơ của thầy Thiền Lão được coi như là những cái phương tiện để chỉ điểm cái cứu cánh. Mời đại chúng đi thiền hành.